is definitely definitely different from 3 years ago when we had a winning team. We just were tougher, I think. This year, we rely on skills more than toughness. We lost a little bit of that toughness. The games that we lost to Da Nang, we may have felt that we were the better team going into the game, and maybe we just relaxed when we played against those guys, those teams, and so we ended up losing to those two games to Da Nang. But we learn from it. We learn from these losses, and we just gotta keep going on from there. And things in the past we can't change anymore. We just gotta focus on what we have in the future. Hoàng Ca là người buồn hơn cả. Anh đã ở lại rất lâu trong phòng thay đồ. Dù hôm nay trên sân có sự xuất hiện của một người hâm mộ đặc biệt của cả ba anh em. Anh Hoàng thì hôm nay anh Hoàng Vinh Đạt vào sân thì Đạt thi đấu hiệu quả hơn. Đạt có hai quả ném ba và có nhiều quả ném rổ tốt. Thế còn Hoàng thì thi đấu dưới mức bình thường. Hoàng hôm nay hầu như là không thể hiện được một cái tố chất nào, một cái năng lực, một cái tài năng nào trong trận đấu ngày hôm nay. Các con chú thường thua thì là rất buồn. Lát nữa thì khi đi ăn thì chú sẽ nói với các Hoàng trong thể thao thì phải chấp nhận thất bại, phải chấp nhận thắng bại, biết nhìn nhận một cách thất bại một cách khách quan nhất, biết rút ra những cái điểm yếu của mình, biết rút ra những bài kinh nghiệm của mình. Có như vậy thì mới trở thành một vận động viên chuyên nghiệp được. Không ai hiểu con bằng cha, và ông đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu chỉ để được vỗ vai an ủi cậu con trai của mình. Cả bố mẹ của Hoàng Ca đều là fan hâm mộ đặc biệt của Thăng Long Warrior. Đó cũng là lý do vì sao cả ba đều muốn chơi cho các chiến binh thủ đô. Hãy cùng MCLK dành một ngày để đến tìm hiểu về cuộc sống ngoài sân tập của các cầu thủ của chúng ta sẽ như thế nào. Yo, what's up, what's up? Anh chào anh. Wow, phòng rất là gọn gàng. Vâng, cố gắng thôi anh. Cố gắng sạch sẽ. Mọi người trước trận đấu tinh thần thoải mái không? Nhưng mà tinh thần mọi anh em cũng ok. Lần đầu tiên thì anh nghe nói là có ba anh em ruột trong cùng một đội bóng mà lại có hai anh em xứng đôi này, thì anh cảm thấy thực sự là đó là một cái điều rất là đặc biệt. Thì các em có thể chia sẻ cho anh biết là khi mà ba anh em thi đấu chung cùng một đội như vậy thì có một cái gì kiểu như gọi là khúc mắc hay là xung đột giữa anh em không? Bọn chơi thể thao từ bé thì với nhau thì bọn em lớn lên với nhau thì cũng có những cái lúc này lúc kia, cũng có lúc mà giận nhau, có lúc dỗi nhau, hay có những lúc mà có thể gây gổ, thậm chí còn là đánh nhau. Được cái là bọn em luôn luôn là nghĩ tốt cho nhau, thúc đẩy nhau để làm sao tiến bộ lên. Ví dụ như trên sân có những cái tình huống mà mình làm sai chẳng hạn, mình có thể thì bọn em có thể nói hẳn là tại sao làm sai quả đấy là như tình huống đấy là nên làm như này nên làm kia, là bọn em nói hẳn. Thì thỉnh thoảng là bố mẹ có hay gọi điện thoại cổ vũ và động viên và hay chia sẻ những... Nói chung là ba mẹ em thì cũng khá là ủng hộ về vấn đề về là bảo em đi thi đấu như thế này. Ba mẹ em luôn luôn là nhắn tin cũng động viên. Có một trận thì ba em cũng cố gắng thu xếp công việc để vào xem thì rất tiếc trận đấy bọn em thua. Mẹ em thì ít khi đi xem hơn bởi vì mẹ em rất là thương bọn em. Thì em hay cái lần đầu tiên đi xem bọn em chơi thể thao và lần đấy thì cũng là một trận thua. Và bọn em rất là suy sụp tinh thần bởi vì bọn em rất là hiếu thắng. Thành ra là khi mà thua bọn em rất là buồn, bọn em buồn mấy ngày liền. Vì cái team của cô nó không được khỏe lắm nên đi xem mà trực tiếp là một hay kể cả là qua TV thôi cô cũng ít xem lắm. Cô chỉ biết kết quả thôi, bởi vì xem thì nó hùng hộ. Chính vì sợ là khi mà va chạm con mình mà ngã hoặc là mà chấn thương ấy, thì cô thót tim lại. Đấy là cái tình cảm và cái bản năng của người mẹ thôi. Thì hôm nay thì anh thay mặt người cùng sân đấu, anh đến lại có rất là nhiều cái món quà muốn mang đến để mà gửi đến ba anh em. Thì hy vọng là ba anh em sẽ đại diện cho đội và giữ lửa cho đội mà thi đấu tốt nhất trong ngày hôm nay có thể. Vâng. Ngoài ra, MCLK còn được gửi gắm một món quà đặc biệt để ủng hộ tinh thần cho ba anh em nhà họ Nguyễn. Em còn là nhìn hiền nhất nhà. Đấy. Cô chú là sinh ra được 4 người con trai và bây giờ thành ra một mình cô là hoa hậu cả nhà đấy. Các bạn thì rất là ngoan, bé thì anh nào cũng rất là yêu bố mẹ. Hoàng Đạt thì yêu em lắm, nhường em. Thế nhưng mà Út thì cũng rất là hiền, mặc dù được anh chiều, được bà nội chiều lắm,
Bà nội thì chiều Út đến kinh khủng luôn. Thế nhưng mà lớn lên thì Út rất là biết nhường nhịn các anh. Tức là con nhà cô thì tình cảm lắm. Phú Hoàng thì chỉ ôm mẹ bao giờ về ăn cơm, bất kỳ bạn nào trước khi mà chào mẹ thì bao giờ cũng thơm và chán mẹ, ôm mẹ gần như ngày nào cũng thế. Còn là ngày trước đi học cách đây mấy năm, đợt mà Đạt với cả Hưng thì là về còn thích bế mẹ cơ. Cô ở trên tầng 2 là cứ bế xuống dưới tầng 1 để ăn cơm, sau ăn cơm xong lại đòi là bế mẹ lên tầng 2. Con thích được như thế, bảo thôi bây giờ đừng bế mẹ nữa, mà không, mẹ bế con lúc bé nhiều rồi, bây giờ con mong được như thế. Thế là con trai nhà cô thì nó tình cảm như thế đấy. Cho nên bây giờ đi ấy, nhớ lắm ấy. Bây giờ cô chỉ cần mong mỗi là khi nào Út có bạn gái mà vừa mắt cô chú là coi như là nhà cô sẽ trọn vẹn. À, mẹ nhớ vô cùng cả ba thằng. Một năm đầy hứa hẹn cho những bứt phá táo bạo. Thời vận đổi thay, hãy để đam mê thổi bùng thịnh vượng. Năm của sáng tạo. Khai xuân bứt phá. Yamaha Genus. Giúp xe sang nhận ngàn ưu đãi khi mua xe Yamaha Grande hoặc Genus, tặng ngày 2 triệu đồng từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đồng hành với MC LK còn có nữ khách mời đặc biệt, diễn viên Băng Di. Đây sẽ là cơ hội để các chiến binh có một ngày vui chơi, xả hết những căng thẳng và nỗi buồn thất bại để lấy lại tâm lý cho các trận đấu sắp tới. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trò chơi trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Trò chơi có thể lệ như này: một đội chọn búa, một đội chọn chảo. Nếu để đối phương đập búa lên đầu 3 lần là thua. Và bây giờ team của LK sẽ đặt team bên tay trái và team của Băng Di đặt team bên tay phải. Anh em đâu lên? Ai sẽ là người đầu tiên chơi bên này nào? Chơi đây em ơi, cố lên. Em đi, ok. Hết, lên. Cho biết thế nào là đội anh em mình. Và hình ảnh của một gia đình với ba cậu con trai tinh nghịch đã được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết khi cậu em Út Thịnh Hưng chỉ biết ngậm ngùi chịu trận trước hai ông anh đáo để của mình. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ai? Ê, sao lại? Sao lại có cậu? Sao lại có chuyện này như này? Đừng có né. Nhưng mà né này sao đập kín, đúng không? Không được né. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em đỡ rồi. Đỡ của mình không rồi. Em đập thì cũng bị đỡ thôi. Không, nhưng mà em không đập. Vâng, thế là em đỡ được. Em thủ thành công. 1-0 cho đội Băng Di. Mình ơi. Hiệp 2 này. Cần não quá nhỉ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rất là căng thẳng. Cứ đập đi. Anh em toàn muốn thủ này, toàn muốn thủ này. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3. Hai, một. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba, hai, một, bắt đầu. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Yeah. Anh em tập trung nhá. Hãy tưởng tượng là cái búa này với cả mái tóc của Hot Boy chúng ta là một cái nam châm hút vào nhau. Một, hai, ba. Oh! Self defense. Một đều. Phạm luật.
phạm luật. Justin Yeon, ngôi sao trầm tính nhất, cũng đã nở những nụ cười hiếm hoi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Double kill. Not. Một, hai, ba. Hai, một. Một, hai, ba. Trời ơi là trời ơi. Bây giờ là gì? Một, hai, ba. Một, hai, ba. Phạm luật. Anh sẽ không cố tập trung vào em nữa để anh để ý hai này, ok? Một, hai, ba. Chơi đi em ơi, chơi đi em ơi. Đeo kính hay là phải quan sát nhanh hơn này. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nam cầm búa đỡ. Chui qua xào ngang, mỗi bên cử hai người để cầm thanh ngang, sẽ có nhiều mức khác nhau. Mỗi lần mỗi đội chỉ được cử một người đại diện để chui qua, sao cho không chạm lưng vào xào. Đội nào chui qua được mức thấp nhất, đội đó chiến thắng. Chúng ta bắt đầu với mức bắt đầu từ đây. Cái này rất là đơn giản luôn á. Hùng, đúng không Hùng? Ok. Nhanh, bạn tôi. Cố lên em ơi. Tuyệt vời. Chết rồi. Đúng ra em chơi mức này. 2-1. Tất nhiên về đội em khai. À để em đi. Vừa rồi là đội của tôi đã copy y hệt phong cách của đội bạn. Cho nên tỷ số vẫn được giữ nguyên. Ok. Khó thế. Hiền làm hết. Đúng rồi. Chụp tay vào đùi anh ơi. Rất là dẻo. Để xem mức này anh chụp tay vào. Mức này quá. Ok.
What? Me? Man. Em ơi, ghi điểm quyết định nào. Chặn rồi. Không qua được rồi, coi. Có lên. Ngã lên. Có. Điều của em có làm không? Với lực lượng quá mạnh, cả về sức khỏe lẫn trí tuệ, đội của đàn anh đã giành chiến thắng áp đảo. Những đàn em chỉ biết ngậm ngùi mà ăn chanh. Anh em ơi, chờ tí, không phải vội. Thấy chảy cả nước miếng rồi . Anh em ăn phải sang chảnh tí đây, khúc ly không phải dễ gì cả. Từ từ, em ơi. Anh em ăn. Tránh hơn. Mọi người phải tin anh, quả chanh cực kỳ ngọt, không chua thế nào anh thử cho em. Sau khi xả bớt những áp lực về tâm lý, các chiến binh thủ đô đã hồi sinh và trở lại làm chính mình. Đặc biệt là sự trở lại của cầu thủ với 1.5 năm bị chấn thương, Trương Hoàng Trung. Vốn được đặt khá nhiều câu hỏi nghi ngờ khi thằng Long Warrior mang anh về ở vòng trap, và với những gì Hoàng Trung thể hiện trên sân đã chứng minh cho người hâm mộ thấy chấn thương không thể nào khuất phục được anh. Sự trở lại của những chiến binh đã tạo ra một cơn cuồng phong, quét sạch mọi trở ngại trên con đường của họ tiến vào vòng playoff. Khi giữ vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, hãy chờ xem đội bóng của những chiến binh thủ đô sẽ thể hiện như thế nào tại vòng bán kết, khi đối thủ của họ là người hàng xóm lâu năm Hà Nội Buffalo. Và chuyến hành trình đi tìm giấc mơ vinh quang của Thăng Long Warrior sẽ kết thúc như thế nào?